Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay thứ năm, ngày 3 tháng 5 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 14. Ký kết quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội cựu chiến binh tỉnh. Phóng sự làng chay đổi mới. Quý vị và các bạn, hôm nay ngày 3 tháng 5, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình gồm ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, ông Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Nguyễn Ngọc Phương, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, bà Cao Thị Sang, Ủy viên Hội đồng dân tộc của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Tuyên Hóa và huyện Minh Hóa trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14. Dự buổi tiếp xúc có đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Trương An Ninh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại cả buổi tiếp xúc, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo nội dung chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14 và tổng hợp trả lời kiến nghị của cử tri tại cả kỳ họp trước. Theo dự kiến, kỳ họp thứ 5 sẽ diễn ra từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 15 tháng 6 năm 2018. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 8 dự án luật, đồng thời xem xét cả báo cáo về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước, thực hiện giám sát chuyên đề, xem xét thông qua các nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát và việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2019 và xem xét quyết định một số vấn đề quan trọng khác. Trên tinh thần dân chủ thẳng thắn, cử tri huyện Tuyên Hóa đã đề xuất kiến nghị một số vấn đề liên quan đến công tác giải quyết chế độ chính sách cho người có công với cách mạng, những bất cập của luật đất đai, luật quản lý và bảo vệ rừng, luật bảo vệ môi trường, bất cập tại khoản 1 điều 2 của thông tư liên tịch số 13 năm 2013 giữa Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục Đào tạo. Một số cử tri kiến nghị chính phủ cần quan tâm hỗ trợ người dân ở những vùng xung yếu, xem xét lại chế độ tiền lương đối với cán bộ làm công tác mặt trận, cán bộ công tác trong ngành giáo dục, tăng cường tiềm lực quốc phòng, đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tăng cường kiểm tra giám sát cán bộ quản lý cấp xã. Bên cạnh đó, đại biểu Quốc hội cũng cần đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý những vấn đề còn tồn đọng mà cử tri kiến nghị phản ánh, nhất là những đơn thư khiếu nại kiến nghị vượt cấp. Tại huyện Minh Hóa, cử tri kiến nghị một số vấn đề liên quan đến chế độ chính sách cho giáo viên về hưu, tăng cường công tác quản lý thị trường, xử lý nghiêm những trường hợp sản xuất hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các tổ chức hội cho hợp lý. Thực hiện có chất lượng việc tinh giản bộ máy biên chế ở cả cơ quan nhà nước. Cử tri cũng đề xuất đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị với các bộ ngành liên quan quan tâm hỗ trợ huyện nâng cấp sửa chữa quốc lộ 12A, hệ thống đường giao thông của thị trấn Quy Đạt và hệ thống canh mương đồi đồng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Tại các điểm tiếp xúc tại huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa, sau khi lắng nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện, lãnh đạo xã tiếp thu và giải trình các kiến nghị trong thẩm quyền. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã ghi nhận các ý kiến đóng góp đầy trách nhiệm, tâm huyết của cử tri Tuyên Hóa và Minh Hóa, đồng thời trực tiếp giải trình một số kiến nghị của cử tri liên quan đến những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết cấp trung ương. Những ý kiến còn lại, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình ghi nhận tiếp thu để chuyển đến Quốc hội và các bộ ngành xem xét giải quyết trong kỳ họp sắp tới. Cần phát huy vai trò của Hội cựu chiến binh trong việc tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở địa phương, đồng thời thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, làm sao hợp pháp. Đó là một trong những nội dung mà đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh tại buổi lễ ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh và Hội cựu chiến binh tỉnh vừa diễn ra vào chiều nay, ngày 3 tháng 5 năm 2018. Sau khi thông qua dự thảo báo cáo kết quả thực hiện quy chế phối hợp giai đoạn 2011-2018 và quy chế phối hợp giai đoạn 2018-2022, hội nghị đã tiến hành thảo luận bổ sung hoàn chỉnh các quy định ban hành trong nội dung ký kết. Một trong những nội dung quan trọng trong quy chế phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh và Hội cựu chiến binh tỉnh giai đoạn 2018-2022 đó là giáo dục đồng viên cựu chiến binh phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ trong đẩy mạnh thực hiện cả cuộc vận động, cả phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, nâng cao chất lượng công tác đối ngoại nhân dân, phối hợp thực hiện các chương trình công tác trọng tâm của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề cao vai trò của Hội cựu chiến binh trong thời kỳ đổi mới,
đồng thời yêu cầu hội cần phát huy hơn nữa trong việc cùng với các cơ quan tổ chức giám sát, phòng chống tiêu cực tham nhũng, làm trong sạch bộ máy nhà nước. Về phía Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ quan tâm tạo điều kiện đảm bảo ngân sách, cơ sở vật chất cho các hoạt động của hội. Kết thúc buổi làm việc là phần ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội cựu chiến binh tỉnh giai đoạn 2018-2022. Hôm nay ngày 3 tháng 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn quy trình lập hồ sơ cai nghiện ma túy. Tại hội nghị tập huấn, các học viên đã được các báo cáo viên của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh thông báo về tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn toàn tỉnh, các cơ chế dẫn đến nghiện ma túy, học tập, nghiên cứu các chuyên đề về quy trình áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, quy trình kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn. Hướng dẫn chi tiết việc thu thập tài liệu, lập hồ sơ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ làm công tác phòng chống tệ nạn ma túy ở cơ sở, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn trong thời gian tới. Thời gian qua, bằng những hành động thiết thực, tuổi trẻ bộ đội biên phòng Quảng Bình đã triển khai nhiều mô hình có hiệu quả, trong đó mô hình tay kéo biên phòng, cắt tóc miễn phí cho các em học sinh vùng biên giới đã góp phần tạo hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân. Đồn biên phòng Làng Ho, những người lính trẻ đang chuẩn bị các dụng cụ quen thuộc để đến các điểm trường phổ thông trên địa bàn đơn vị đồng quân để cắt tóc miễn phí cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là địa bàn khó khăn, cho nên chúng tôi xác định rằng dù là việc nhỏ nhưng mà đem lại cái hiệu quả và ý nghĩa rất lớn. Phần lớn các em học sinh ở đây đều là người Vân Kiều, bố mẹ làm nương rẫy, cuộc sống rất khó khăn. Các em ít có điều kiện cắt tóc thường kỳ nên có không ít em để tóc dài, vừa thiếu thẩm mỹ lại không đảm bảo vệ sinh cá nhân. Vì vậy, việc cắt tóc định kỳ cho các em là việc làm rất thiết thực. Hôm nay cháu rất vui khi được các chú bộ đội biên phòng đến cắt tóc. Hiện nay, các đồn biên phòng đồng quân trên hai tuyến biên phòng của Quảng Bình đã thành lập nhiều tổ cắt tóc đến tận từng bản làng, điểm trường để giúp bà con và các em học sinh trên từng địa bàn đơn vị đồng quân. Việc làm tuy nhỏ nhưng có sức lan tỏa rất lớn, không chỉ các bậc phụ huynh mà ngay các em cũng cảm nhận được tình cảm của các chủ bộ đội biên phòng. Chương trình tay kéo biên phòng mà đến với học sinh vùng sâu vùng xa, đặc biệt là vùng rẻo góc biên giới như học sinh ở trường tối ấy, thì rất là ý nghĩa để các em học sinh. Cái chương trình này cũng là giúp cho gia đình các cũng như các em một phần kinh phí, đỡ tốn kinh phí cho vấn đề cắt tóc cho các em hàng tháng, hàng ngày. Việc làm nhỏ nhưng ý nghĩa lớn. Thời gian tới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này. Qua đó, để phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ, gắn bó máu thịt với nhân dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Nhằm góp phần tăng thu nhập trên cùng đơn vị diện tích, huyện Tuyên Hóa đã tập trung chỉ đạo nông dân mạnh dạn chuyển đổi những diện tích đất trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây khác có hiệu quả kinh tế cao hơn. Thời gian qua, huyện Tuyên Hóa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với từng địa phương. Đến nay, huyện Tuyên Hóa đã chuyển đổi được trên 130 ha đất sản xuất, trong đó chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng ngô 13,3 ha, từ đất màu qua trồng cỏ phục vụ phát triển chăn nuôi 26,2 ha, đất gò đồi, đất khác sang trồng rau, sắn, khoai lang, cà gai leo, sim trên 90 ha. Cùng với tập trung chuyển đổi cây trồng, huyện cũng đã triển khai thực hiện 51 mô hình trồng trọt chăn nuôi nhằm khuyến khích nông dân đẩy mạnh đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất. Hầu hết các mô hình khảo nghiệm trình diễn như mô hình bò lai, cam, bưởi Phúc Trạch, ngô NK4300, lúa SV186, mô hình khoai lang tinh bột, mô hình nuôi gà ri dưới tán cây lâu năm đều phát huy hiệu quả tích cực, đem lại năng suất và có thể nhân rộng vào sản xuất đại trà trên địa bàn. Nằm cách xa trung tâm xã hơn 10 km, thôn Tân Sơn hay thường gọi là Làng Chay ở xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn là thôn có 100% đồng bào Công giáo. Trước đây, địa hình cách trở đã ảnh hưởng lớn đến đời sống cũng như điều kiện phát triển kinh tế của bà con. Song được sự quan tâm của các cấp ngành và sự nỗ lực của bà con, sau gần 10 năm tái định cư, thôn Tân Sơn đã thay đổi rõ nét. Thôn Tân Sơn, xã Quảng Sơn hiện có 153 hộ dân với trên 650 nhân khẩu. Sau khi tái định cư theo chủ trương của địa phương, bà con đã tập trung ổn định đời sống. Để giúp bà con yên tâm sản xuất,
chính quyền xã Quảng Sơn đã tích cực tuyên truyền vận động, từng bước làm thay đổi nếp nghĩ cách làm. Nếu như trước đây, bà con làng Chay chỉ biết sống dựa vào rừng, thì nay toàn thôn đã có trên 70 hộ dân được cấp hơn 200 hectare đất trồng rừng để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Bên cạnh đó, vấn đề học tập của con em cũng được chú trọng hơn trước. Điểm trường tiểu học và mầm non được xây dựng đã đáp ứng nhu cầu học tập của con em. Đến nay, 100% con em trong độ tuổi đều được đến trường. Trước đấy thì ở trong trái cũ, thường gọi là trái cũ, có 3 xóm. Mà hồi đó thì có như là không đường, không trường, không trạm và không điện. Sau được năm 2010, được có như cả cấp đảng chính quyền quan tâm đến có như là cho cái đường điện, thì cuộc sống của người dân có như từng bước có như được cải thiện. Và đặc biệt có như là những năm gần đây thì bà con đã có như là tập trung là dời chuyển nhà ra có như là theo trục đường chính 559 này. Thì cuộc sống người dân có như là từng bước đổi thay, và hiện tại là trong thôn có 153 hộ mà được có như là nhà xây lập ngói có những đàng hoàng. Thì công việc làm ăn thì cũng chỉ chủ yếu là dựa vào rừng, nhưng được cái là bà con có cần cù rồi là siêng năng có như là thì cũng đời sống kinh tế cũng được cải thiện. Cùng với phát triển kinh tế, các cấp các ngành đã chủ trọng quan tâm công tác tuyên truyền pháp luật, chính sách của Đảng, Nhà nước đến nhân dân. Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, họp thôn, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng từ Trung ương đến địa phương đã được triển khai đến toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân. Vì thế, bà con giáo dân nơi đây luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, thực hiện tốt phương châm sống tốt đời đẹp đạo. Hiện nay Liên Tân Sơn thì nó còn rất nhiều cái đổi mới. Dân ở trên đó thì ngoài những cái ngành nghề sản xuất ra thì bây giờ họ đã đầu tư cho con cái học. Trước đây mà này cái số biết chữ là hiếm rồi, nhưng bây giờ thì đã có đại học, trung học. Và hiện nay cái hướng thì ngoài ra một số con em đi theo cái đường học hành thì bây giờ đi xuất khẩu lao động, cho nên đã về có những cái kinh tế của hộ gia đình, nó có những cái khởi sắc. Cái tên làng Chay, làng 50 ngày trước giờ đã trở thành ký ức đối với người dân thôn Tân Sơn. Mặc dù có điểm xuất phát thấp so với các địa phương khác trên địa bàn, nhưng Tân Sơn ngày nay đã vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết cùng chung sức vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là thông tin về dự báo thời tiết.